Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại phường Phương Văn, thị xã Hương Trà xuất hiện tình trạng thương lái thu mua cao tươi, đa phần là cao non của người dân để sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Khi mùa mưa bão đang về, nhiều chủ phường đã chấp nhận bán cao non do lo ngại thiên tai sẽ gây hại và thất thu. Tuy cao non đang được giá, nhưng chính quyền địa phương không khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cao vì đầu ra của trái cao trên thị trường nhiều năm qua vẫn chưa ổn định. Ghi nhận của phóng viên về vấn đề này. Theo ghi nhận của chúng tôi, không khí làm việc tại một lò sấy cao ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà diễn ra khá khẩn trương. Được biết, mỗi ngày cơ sở này thu mua hàng tấn cao từ nguồn hàng do thương lái trên địa bàn và những vùng lân cận bán lại. Người dân ở đây cho biết, vào những năm trước, giá cao rất rẻ, chỉ tăng nhẹ vào mỗi dịp lễ Tết. Thế nhưng hơn một năm qua, việc các thương lái đến các vùng quê để thu mua cao non diễn ra khá nhộn nhịp, khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ. Hiện giá cao non thu mua tại cơ sở dao động từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một cơ sở thu mua sản xuất cao trên địa bàn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Và mỗi ngày được biết cơ sở này nhập hơn 2 tấn cao, trong đó đa phần là cao non. Vậy thì câu hỏi hiện tại đặt ra đó là những trái cao non này sau khi được chế biến, được sản xuất thì sẽ được làm gì và được nhập ở thị trường nào? Từ số cao non thu mua, mỗi tháng cơ sở này xuất bán cho thương lái ở các tỉnh phía Bắc khoảng 10 tấn cao khô. Số cao này sau đó sẽ được bán cho thương lái Trung Quốc. Theo khẳng định của chủ cơ sở này, không có chuyện thu mua cao non là gây hại cho bà con nông dân. Tuy nhiên, trước hiện tượng thu mua cao non một cách ồ ạt như trên, chính quyền địa phương phường Hương Văn cũng đã đề nghị người dân không ồ ạt bán cao non như hiện tại nhằm ổn định đầu ra lâu dài cho sản phẩm. Trong cái hoạt động thu mua cao thì một vài năm trở lại đây thì có cái trường hợp là người ta mua cao non. Tuy nhiên mà phải nói về cái cơ chế thị trường thì nếu mà người ta thấy mà nó có cái giá trị lớn hơn thì người ta sẽ làm. Chẳng hạn như thời điểm này thì cái mua cao nó đang rộ lên thì người ta mua nhiều hơn. Còn lại thì ví dụ mà sau Tết âm lịch thì cái số lượng người ta giảm xuống thì người ta cái hoạt động thu mua cao người ta cũng hạn chế đi và cả cái cơ sở người ta cũng đóng cửa bớt. Thực ra thì ở đây người ta cũng chỉ là những cái cá nhân thu mua nhỏ thì người ta sẽ bán lại cho những cái thương gia lớn hơn. Và cả cái công buôn này thì ở ngoài địa bàn nên chỉ là địa phương thì cũng không nắm rõ cái chuyện đó. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài thị xã Hương Trà thì tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện tình trạng thương lái ồ ạt thu mua cao non. Dù hiện tại cao đang được giá, nhưng ngành nông nghiệp các huyện, thị xã ở Thừa Thiên Huế hiện không có chủ trương khuyến khích người dân mở rộng diện tích nhằm tránh sự khủng hoảng khi nguồn cung vượt quá nhu cầu của thị trường.